tắc đường dân sinh cao tốc Trung Lương Hồ Chí Minh thuận tiện làm kho bãi. Kính chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh YouTube Thức Bất Động Sản Miền Tây. Hiện tại em đang đứng ở cổng sau khu công nghiệp Long Giang. Thì mé tay trái này là hướng đi về trạm thu phí cao tốc Trung Lương Hồ Chí Minh. Rồi hướng tay phải này là đi đến là khu công nghiệp Tân Hương ra cầu Củ Chi. Thì cái con đường này là xe trọng tải lớn đều đi được. Đường mặt nhựa là khoảng 8 mét. Ô tô tránh nhau, xe tải tránh nhau luôn, thoải mái. Thì cái mảnh đất này em xin giới thiệu là thuộc xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì chúng ta có thể là sử dụng là dùng làm kho bãi hoặc là nhà vườn nghỉ dưỡng. Này có thể là lên thổ cư nha. Rồi tới đây là tới đúng cái vị trí đất nè, là những đất em giới thiệu cho quý cô chú anh chị xem nha. Đây cái ranh giới là cái trụ điện. Rồi chạy đến đây. Đó có là cây trụ luôn. Đó cái trụ bê tông đó, đó cái trụ bê tông trước mặt á là chiều ngang mặt tiền 20m. Rồi chúng ta có thể nhìn trên cao ha. Chiều ngang mặt tiền là 20m nè. Chiều dài 123m nè, tổng diện tích là 2.555m2. Cây lâu năm. Thì ở vị trí này thì cách là khu công nghiệp Long Giang là khoảng 4.5km, cách khu công nghiệp Tân Hương là 3km, cách trạm thu phí cao tốc Trung Lương Hồ Chí Minh là 8km. Thì hiện tại cái giá mà chủ đưa để bán đi cái mảnh đất này á là 1.9 tỷ trên 1.000m2. Thì chúng ta có thể là sử dụng như là làm kho bãi hoặc là nhà vườn nghỉ dưỡng. Đó, quý cô chú anh chị nào có quan tâm thì hãy liên hệ em, số điện thoại trên màn hình 0901 678 768. Xin kính chào.